Hello, xin chào tất cả quý vị các bạn nhé. Tota Rai Khuynh Đảo Phân Khúc. Đây là mặt sau của chiếc Tota Rai nhé, quý vị các bạn nhé. Cứ tưởng nhỏ nhưng cũng không nhỏ được các bạn, to lắm nhé. Đây là phần thân xe này. Đấy, các bạn này. Đấy, đây là phần thân xe nhá. Đấy, đây là phần đầu xe này. Để mình quay hơi tối. Đây là hệ thống đèn chiếu sáng trước nhé. Toàn hệ thống này là bằng Euroren. Còn đây là đèn chiếu sáng gầm. Còn đây là đèn LED nhé. Full LED hết. Ở đây cũng là LED nhé. Còn Tota Rai này thì được nâng cấp trên hệ thống tăng áp turbo nhé, turbo. Đấy. Còn gương thì được dùng chế độ là tự cụp nhé, tắt mở tự cụp. Đây là cái logo của Tota Rai. Đấy, đây là phần nóc này. Chiếc xe này thì nó rất là cao. Cao cho nên là đi nó rất là thoáng. Nếu mà con xe Kona thì gọi là cụ nhé. Còn cụ. Đây, hệ thống bánh sau đây rất là cao nhá, nó lên đến 22 phân, rất là rộng mà cao. Đây, hệ thống bánh sau đây. Đấy, rất là cao nhá. Đây là sườn bên phải này. Đấy, còn đây là phía sau của xe. Chiếc logo này thì được mạ bạc nhé, rất là sắc nét. Đây, hệ thống đèn này, đèn này thì cũng bằng LED hết nhé. Đấy, bóng đèn rất là ok. Đèn rất là ok nhé. Còn đây, nó phải lên đến 22-23 phân nhé. Đấy, đây này, 23 chứ không phải là 200 đâu nhé. Đấy. Tay nắm cửa thì được tích hợp cảm ứng nhé. Đấy, tích hợp cảm ứng tự mở và tự đóng ngay. Đấy, anh em. Đấy, tự đóng ngay. Ok chưa? Đấy, đều LED hết. Đây là đấy, LED nhá. Đấy, ok chưa? Rất là ok nhá. Còn đây là phía đèn sau nhá, cái đèn sau nhá. Đấy, đèn sau để mình sẽ bật xi nhan cho các bạn xem nhé. Xi nhan này, xe này thì lại phải nổ máy nhé các bạn nhé, nổ máy thì mới bật được xi nhan. Đạp chân phanh mới nổ được, rất là hay. Đây,
sau nhé. Video sau. Còn đây là xi nhan trước. Xi nhan trước thì được chạy bằng LED nhé. Đấy, và được tích hợp ở gương nhé. Rất là ok các bác nhé. Rất là ok luôn. Rất là ok này. Rất hay nha. Rất là thích hợp, rất là ok nhé. Bác nào mà có gì muốn hỏi về chiếc Toyota Rai thì cứ comment nhé.